Xin chào các bạn đang quay trở lại với An Tiến Studio. Trên tay mình đây là Garmin Vivo X Silver 3 Music, là sản phẩm mà Garmin tấn công vào mảng smartwatch có tính năng chơi nhạc. Ở đây cũng là một mẫu được nâng cấp trực tiếp từ Vivo X Silver 3. Bản thân cái tên Vivo X Silver 3 Music thì cũng đã cho chúng ta biết nâng cấp chủ đạo của thế hệ này, đó chính là bổ sung bộ nhớ trong, cho phép người dùng chơi nhạc trực tiếp vào đồng hồ để nghe nhạc thông qua tai nghe Bluetooth. Mặc dù nói chỉ là bổ sung tính năng nghe nhạc, nhưng mà thực ra thì Garmin cũng đã thay đổi ngoại hình của Vivo X Silver 3 Music một chút so với thế hệ trước. Vậy thì hôm nay thì hãy cùng mình đi sâu đánh giá em nó nhé. Thiết kế của Vivo X Silver 3 Music không quá khác biệt so với người anh em của mình là Vivo X Silver 3 cho lắm. Một phần cũng là Vivo X Silver 3 hầu như đã đạt được đến độ hoàn hảo rồi. Tuy nhiên, Garmin đã loại bỏ đi viền benzen kim loại. Việc loại bỏ vòng benzen kim loại làm cho X Silver 3 Music kém sang hơn so với thế hệ trước. Nhưng dù sao thì nó cũng đem lại cảm giác tinh tế và bóng bẩy hơn so với vẻ ngoài cứng cáp và quá nam tính của Vivo X Silver 3. Có nghĩa đây cũng là một điều tốt dành cho phái nữ. Garmin đã trang bị mặt kính cường lực vát cong 2.5D phủ toàn bộ bề mặt của đồng hồ, giúp X Silver 3 Music có thao tác chạm vuốt thân thiện hơn với người tiền nhiệm của mình. Garmin cho biết mặt kính này là Chemically Strength Glass, nôm na là kính cường lực của họ chứ không theo tiêu chuẩn hoặc là của bên nào hết. Vivo X Silver 3 Music thì có trọng lượng rất nhẹ, chỉ 39g. Cảm giác đeo Vivo X Silver 3 Music trên tay thân thiện, bạn gần như là sẽ quên đi việc có đeo nó trên tay một cách nhanh chóng. Vivo X Silver 3 Music thì vẫn sử dụng dây đeo tiêu chuẩn là 20mm, sử dụng cơ chế Quick Relax để có thể tháo giáp hay là dễ dàng, nhanh chóng hơn. Nhìn chung thì Vivo X Silver 3 Music khá nhẹ và gọn gàng, phù hợp với hầu hết các kích thước cổ tay đa dạng. Về các tính năng thông minh thì Vivo X Silver 3 Music sở hữu tất cả những gì mà Vivo X Silver 3 đang có, gồm khả năng theo dõi tập luyện, hiển thị thông báo, Garmin Pay và một số tính năng thông minh dành riêng khác. Khả năng hiển thị thông báo tuy vẫn chưa để đạt đến đẳng cấp của Apple Watch, nhưng mà dù sao thì bạn cũng có thể trả lời tin nhắn từ chính giao diện trước smartwatch của mình nếu như bạn đã sử dụng một thiết bị Android. Tiết điểm nổi bật của Vivo X Silver 3 Music chính là khả năng chơi nhạc và Garmin cực kỳ tự tin khi mà giới thiệu nó. Thiết bị sở hữu bộ nhớ trong đủ chép khoảng 500 bài hát, đi kèm với đó là tính năng tải về playlist offline từ iHeartRadio. Người dùng sau đó chỉ việc kết nối tai nghe với Bluetooth với Vivo X Silver 3 Music là có thể bắt đầu thưởng thức nhạc mà không cần phải sờ tay vào chiếc smartphone. Thao tác chép nhạc từ máy tính vào đồng hồ cũng như là kết nối với tai nghe Bluetooth đều hết sức đơn giản và nhanh chóng. Tính tiện dụng của việc nghe nhạc trực tiếp từ đồng hồ thì quá tuyệt vời rồi. Các bạn không phải mang theo mình một cái điện thoại nặng nề và cồng kềnh. Đối với tính năng theo dõi việc tập luyện, Vivo X Silver 3 Music được trang bị GPS và hỗ trợ tốt các môn như là chạy bộ, đạp xe, bơi lội, trèo thuyền, trượt tuyết, golf, yoga hay là các bài tập gym thông thường khác. Tuy không thể có được những tính năng nâng cao như là khi sử dụng Forerunner 645 Music như là khả năng hỗ trợ Running Dynamic Pod chẳng hạn, nhưng mà ở mức giá mềm này thì chúng ta đã có được nhiều hơn những gì chúng ta muốn. Độ chính xác khi theo dõi tập luyện của Vivo X Silver 3 Music nói chung là khá tốt, cho độ sai lệch thì không quá cao. Các tính năng theo dõi như là số bước chân, nhịp tim hay là giấc ngủ nhìn chung vẫn có thể đáp ứng được nhu cầu sử dụng của người dùng cơ bản và hầu hết ít bị lép vế so với các thiết bị chuyên dụng khác. Đây là điều rất đáng khen. Về thời lượng pin thì Garmin quả quyết rằng Vivo X Silver 3 Music sẽ cho thời lượng pin lên đến 1 tuần như là phiên bản cũ Vivo X Silver 3, tuy nhiên sẽ giảm đi phần nào tùy theo việc người dùng có nghe nhạc nhiều hay không. Thử nghiệm thực tế thì cho thấy rằng ở Vivo X Silver 3 sẽ trụ được khoảng 7 ngày ở chế độ smartwatch và 5 giờ khi sử dụng GPS vừa nghe nhạc và 13 giờ khi bạn chỉ sử dụng GPS. Các thông số trên nói chung vẫn chỉ là thử nghiệm trong thời gian ngắn và chưa được kết luận gì nhiều. Tuy nhiên thì hình như Garmin cũng có hơi phóng đại một chút trong bài giới thiệu sản phẩm của mình thì phải. Khi lần đầu tiên nhìn vào em nó, câu hỏi mà mình đặt ra là liệu Vivo X Silver 3 Music có xứng đáng với số tiền hơn 7 triệu đồng, lớn hơn 1 triệu so với người anh em của nó hay không? Điều này thì sẽ phụ thuộc nhiều vào thói quen sử dụng âm nhạc của bạn. Với các fan Spotify, như mình thì cảm thấy hơi bị bỏ rơi. Tuy nhiên nếu bạn là một người không quá quan tâm đến nhiều tính năng mà chỉ muốn sắm cho mình một chiếc smartwatch thiết kế đẹp để đeo cả ngày thì Vivo X Silver 3 Music sẽ là sự lựa chọn vô cùng hợp lý.
Nếu có gì thắc mắc trong cách sử dụng hoặc là tính năng của đồng hồ này thì các bạn cứ comment ở bên dưới, mình sẽ cố gắng giải đáp cho các bạn. Và đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ kênh chúng mình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!